Vâng xin được cảm ơn ông Ninh Văn Phong, Phó giám đốc công ty Điện lực Thái Nguyên đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Thưa ông, việc thay đổi lịch ghi chốt chỉ số công tơ vào cuối tháng thì sẽ có những cái thuận lợi như thế nào cho khách hàng ạ? Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong tập đoàn điện lực Việt Nam cũng như Ủy ban tỉnh Thái Nguyên thì công ty điện lực Thái Nguyên cũng đã triển khai việc thay đổi kỳ sử dụng, kỳ ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng sử dụng điện về những ngày cuối tháng trong năm 2023. Đây là một công việc chúng tôi đã có kế hoạch, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và chúng tôi cũng được sự ủng hộ cũng như là chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Ủy ban nhân các cấp, cấp. Cộng với việc là số lượng công tơ điện tử trên lưới của chúng tôi đã đạt trên 85%. Đấy là những điều điểm thuận lợi mà chúng tôi để triển khai tiến hành trong năm nay. À, vâng thưa ông, vậy thì cái việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện vào cuối tháng thì sẽ ảnh hưởng đến cái giá điện như thế nào của khách hàng ạ? việc thay đổi kỳ ghi số công tơ cũng không ảnh hưởng đến giá điện của khách hàng bởi vì là chúng tôi cũng đang thực hiện việc thay đổi kỳ ghi công tơ tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể thông tư 16 năm 2014 của Bộ Công Thương thông tư 19 2023 của Bộ Công Thương quyết định 1062 của Bộ Công năm 2023 của Bộ Công Thương và đây từ giá điện cũng như là biểu giá điện chúng tôi đang tuân thủ theo quy định của pháp luật cho nên và, uh, tiền điện của khách hàng sử dụng thì có tăng lên bởi lý do là khách hàng sử dụng theo kỳ cũ cộng thêm cái dịch cái thời gian dịch chuyển nữa nên là có cái việc thay đổi tiền điện của khách hàng hiện nay thì công ty điện thái nguyên đã lắp được trên 85% công tơ điện tử và có đo xa cho nên cái lợi ích của lắp công tơ điện tử ở trên lưới điện khu vực tỉnh thái nguyên thì nó mang lại mới lợi ích việc thứ nhất là công tơ điện tử thì có khả năng kết nối đo xa và các cái thời điểm chốt chỉ số là hoàn toàn tự động và chuyển về hệ thống uh, hệ thống của ngành điện cái việc theo dõi giám sát thì cũng được khách hàng cài đặt qua các cái app qua app chăm sóc khách hàng nên khách hàng có thể theo dõi theo hàng ngày và theo từng kỳ một. Xin được cảm ơn ông Ninh Văn Phong, Phó giám đốc công ty điện lực Thái Nguyên đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên để giúp khách hàng hiểu hơn về cái việc thay đổi lịch ghi chốt chỉ số công tơ điện hiện nay.